Chào cả nhà, Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong một series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái chủ đề hôm nay Meta sẽ giới thiệu với cả nhà một cái loại rất là đặc biệt, một cái loại thực phẩm rất là đặc biệt, rất là rẻ nữa mà rất là đặc biệt cho sức khỏe của các bạn. Nhớ phải bổ sung vào trong cái chế độ ăn hàng ngày đó. Và Meta bổ sung nó vào trong chế độ ăn hàng ngày của Meta. Đó chính là gì? Đó đây. Và nó đã sau khi ra nó thành như thế này này. Trước hết các bạn nhìn thêm cái này trước. Đây là gì? Đây là một loại rong câu. Hồi bé Mita được mẹ mua về để cho làm, để cho ăn. Ăn có món tên là rong câu. Ở trong này nó mọc ở trên những cái tảng đá, tảng san hô gì đấy, cho nên nó hơi có sạn có đất, nên các bạn mua về các bạn làm nó hơi phiền phức một chút xíu, lựa chọn cái nào mà ta nhặt sẵn thì đỡ phiền hơn. Đó. Và mình gọi nó là rong câu, mình không biết ở nhà các bạn gọi là gì, cho nên các bạn sẽ nhớ được quan sát hình ảnh kỹ càng nhá. Quan sát hình ảnh kỹ càng và để lựa chọn cho nó phù hợp. Nó khô khô thì nó như thế này đây. Nó khô khô thì nó như thế này. Sau đó ngâm rửa thì nó sẽ ra như thế này. Đó, nó sẽ ra như thế này. Vì sao mà chúng ta cần phải bổ sung cái loại rong câu này vào trong chế độ ăn hàng ngày của các bạn? Các bạn hãy theo dõi đây, lợi ích của rong câu và những điều vi diệu từ rong câu mang lại đối với sức khỏe của các bạn. Và đối tượng nào sẽ nên sử dụng rong câu trong chế độ ăn hàng ngày. Và mình sẽ liệt kê ở trong cái video này, cũng như là đối tượng nào không nên sử dụng rong câu hoặc là sử dụng với một lượng ít hơn ra sao, các bạn chú ý nhé. Đầu tiên, đó chính là lợi ích của rong câu trước đã. Đó chính là lợi ích của rong câu. Nhìn sơ lược như thế này để các bạn hình dung ha. Lợi ích tuyệt vời nhất của rong câu mà Mita phải đề cập đến đầu tiên, đó chính là giúp cho bạn giảm sự thiếu máu. Giúp cho bạn giảm sự thiếu máu. Đó. Nếu như mà bạn là một bệnh nhân bị thiếu máu thì bạn hãy nghĩ đến cái việc ăn rong câu. Thiếu máu là do cơ thể của bạn thiếu oxy và làm giảm cái tế bào hồng cầu của máu của cơ thể của các bạn. Nhưng khi rong câu được nạp vào bên trong cơ thể, nó giúp chống lại sự cái thiếu hụt sắt và từ đó nó ổn định được tế bào hồng cầu máu của bên trong cơ thể của các bạn, giúp cho máu của bạn được ổn định. Đó là điều đặc biệt đối với những bạn thiếu máu, hãy để ý đến ha. Thứ hai, đó chính là nó giúp cho cơ thể của các bạn là ổn định năng lượng. Ổn định năng lượng tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Vì sao như vậy? Bởi vì trong rong câu nó có chứa một lượng sắt và nó giúp cho cơ thể của bạn chuyển hóa oxy đến tế bào nhanh hơn. Nó sẽ giúp cho sự vận chuyển oxy đến tế bào nhanh hơn. Và sự oxy được vận chuyển đến tế bào nhanh hơn thì cơ thể của các bạn tăng lên cái thử khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng lên cái khả năng hấp thu protein, tăng lên khả năng hấp thu protein và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, và từ đó năng lượng của các bạn được ổn định bên trong cơ thể, được ổn định bên trong cơ thể, và bạn ít đói hơn và bạn khỏe hơn rất là nhiều. Cơ thể của bạn không bị thiếu chất và dinh dưỡng sẽ không bị đào thải ra ngoài ha. Vấn đề thứ ba đó chính là trị liệu cái rối loạn chức năng thần kinh. Bạn biết không, là cái chức năng thần kinh bị rối loạn là do bị thiếu rất là nhiều khoáng, nó bị làm thiếu hụt đi những cái chuyển hóa bên trong cơ thể, nó không được ổn định và từ đó nó giúp cho những cái chức năng thần kinh nó không được hoạt động bình thường. Và bạn biết ở trong rong câu này nó chứa tới 102 loại khoáng khác nhau mà cơ thể của chúng ta hầu hết là chúng ta thiếu khoáng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì do đất đai, do thực phẩm, do hiện nay là nó bị còi cọc rồi, nó bị cằn cỗi rồi, và do con người ta sản xuất những cái thực phẩm và nhanh quá, cho nên là thực vật, cây cối, hoa quả không hề đủ khoáng cho cơ thể của các bạn. Các bạn đã làm đủ tất cả mọi thứ tốt hết cho sức khỏe rồi mà cơ thể của bạn chưa cải thiện, nguyên nhân là do bạn thiếu khoáng. Và rong câu nó là cung cấp tới khoảng 102 thành phần khoáng lợi, thật là đặc biệt đúng không? Nên hãy bổ sung rong câu vào bên trong cơ thể. Và chính sự bổ sung khoáng, vitamin và nhiều các hợp chất quan trọng đặc biệt trong rong câu đó mà nó làm tăng cái chuyển hóa bên trong cơ thể, làm cải thiện chức năng thần kinh, điều đó vô cùng đặc biệt quan trọng. Vấn đề thứ tư đó chính là cải thiện chức năng tuyến giáp. Bạn biết không, tuyến giáp của các bạn
vi diệu lắm, nó gần như nó điều khiển toàn bộ cơ thể của các bạn lận. Đó, trong rong câu được tìm thấy iốt và những cái chất đồng cấu trúc với iốt, nó đóng góp trong cái vấn đề làm tăng cường cái tuyến giáp của bạn. Khi tuyến giáp của bạn bị rối loạn ở cái dạng như là cường giáp hay suy giáp đều là những cái vấn đề bị rối loạn do chuyển hóa của iốt, chuyển hóa do thiếu hụt silen, do thiếu hụt một số các cấu trúc chất khác bên trong thực phẩm, thức ăn mà bạn nạp vào hay là thuốc bạn nạp vào, mà nó dẫn tới cái vấn đề như vậy ha, dẫn tới vấn đề như vậy. Bên cạnh đó, bên trong rong câu mà ta còn tìm thấy được những cái chất T3, T4, nó rất là tương đồng với cái cấu trúc mà T3, T4 bên trong cơ thể, thật là tuyệt vời. Và điều đó nó giúp cho cái tuyến giáp của bạn được hoạt động ổn định hơn. Vấn đề thứ năm đúng không? Vấn đề thứ năm là vấn đề mà giúp cho cơ thể của bạn phục hồi nhanh chóng. Là đối với những người bị bệnh nặng sau quá trình phẫu thuật, hoặc là bị tai nạn, hoặc là bị quá trình một điều trị thời gian dài mà cảm thấy rất là mệt mỏi, ẻo oải do cái cơ thể bị thiếu hụt đi rất là nhiều tế bào khỏe mà nó bị chết đi, rồi miễn dịch là bị giảm xuống và nhiều cái vấn đề rối loạn bên trong, thì rong câu nó sẽ giúp cho các bạn tái tạo ra những cái tế bào mới, kích hoạt những cái tế bào stem cell bên trong cơ thể của các bạn và giúp cho các bạn phục hồi nhanh chóng. Đó, rong câu chứa rất là nhiều khoáng như mình mô tả đúng không, và chứa rất là nhiều vitamin nữa, từ đó nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của bạn và giúp cho bạn phục hồi nhanh hơn. Thứ năm rồi đúng không? Thứ sáu là cái mi ta thích nhất này, là đó chính là giúp cho các bạn trẻ mãi. Đó là lượng collagen bên trong rong câu vô cùng đặc biệt, lượng collagen tự nhiên đặc biệt lắm, giúp cho móng nè, giúp cho da nè, giúp cho tóc nè. Ôi, cho bạn trẻ mãi nhờ bạn ăn rong câu. Hãy ăn rong câu nhé, để giúp cho cơ thể của bạn trẻ mãi, tế bào của bạn trẻ mãi và bạn trẻ mãi ha. Thứ tám đó chính là tiêu hóa. Là rong câu nó có chứa một lượng chất xơ, và nó giúp cải thiện cái vấn đề tiêu hóa của bạn. Và thứ chín mi ta cũng khá quan tâm đây, là nó ngăn ngừa sự nhiễm phóng xạ đó. Đặc biệt điều này dành cho những cái bạn bị ung thư mà thực hiện quá trình điều trị phóng xạ, mà sau đó cơ thể của bạn bị nhiễm phóng xạ, nhiễm độc tế bào, và hãy sử dụng rong câu để đào thải những cái lượng phóng xạ bị nhiễm độc bên trong cơ thể của các bạn đi ra ngoài. Đặc biệt là đối với các bạn trong chế độ khỏe mạnh bình thường như thế này, nhưng mà trong hàng ngày các bạn đi làm, đi học, hoặc là không may đâu đó các bạn bị nhiễm phải phóng xạ, thì các bạn cũng nên để ý đến, thi thoảng hãy sử dụng rong câu để đào thải những cái độc tố, đào thải những cái phóng xạ ra bên ngoài cơ thể của các bạn. Tuyệt vời đúng không nào? Sau khi Meta phân tích là như vậy, thì những cái đối tượng nào nên sử dụng rong câu? Đó, nên sử dụng rong câu, chắc các bạn cũng hình dung được một phần rồi đúng không nào? Đây, Meta đã liệt kê ở đây. Meta liệt kê 10 đối tượng để cho các bạn có cái nhìn tổng quát mình có rơi vào trong tình huống nào hay không, và mình nên đặt rong câu vào một cái gọi là thực đơn hàng ngày của các bạn. Người đầu tiên mình đề cập ở đây đó chính là bệnh nhân ung thư. Tại sao mình đặt bệnh nhân ung thư là đầu tiên vậy? Các bạn biết đấy, bệnh nhân ung thư là nhóm người bệnh nó có hệ miễn dịch rất là thấp, và nó có rất là nhiều cái rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể của các bạn, các tế bào của các bạn bị chết đi, cả tế bào lành lẫn tế bào bệnh trong quá trình điều trị bệnh. Đó là một cái điều mà các bạn cần phải phục hồi nhanh chóng. Nếu bạn không phục hồi nhanh chóng thì bạn sẽ yếu đi, và bạn chết không phải vì ung thư mà chết vì những cái lý do khác, các bạn nhé. Đó là việc đầu tiên mình nhấn mạnh, là bệnh nhân ung thư nên được sử dụng. Và rong câu có một cái hoạt chất rất là đặc biệt, đó là ongin. Ongin là một hợp chất phytochemical nutrition rất là quan trọng, mà được sử dụng, được ly trích ra và được sử dụng trong quá trình trị liệu, ứng dụng trong rất là nhiều cái bệnh nhân ung thư, cụ thể như ung thư vú, ung thư tử cung và nhiều bệnh nhân ung thư khác. Các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin này trên cái NCBA vào PubMed, mà các bạn sẽ tìm rong câu có tên là CMOS và ung thư, các bạn sẽ tìm thêm rất là nhiều thông tin, nhiều vô tận lắm ha. Và thứ hai mình đặt ở đây đó chính là bệnh nhân thiếu máu. Như hồi nãy mình đã đề cập chức năng đầu tiên mà mình đề cập đến đối với rong câu, đó chính là cải thiện làm
sự máu bên trong cơ thể, làm giảm đi sự thiếu máu. Cho nên đối với những người bạn thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, hãy suy nghĩ đến cái việc sử dụng rong câu như là một phần thức ăn hàng ngày của các bạn. Đó. Thứ ba đó chính là bệnh nhân huyết áp cao. Rong câu còn giúp cho bạn bị giảm huyết áp, như giúp cho bạn bị giảm huyết áp. Cho nên đối với những người trong trường hợp bị huyết áp cao, hãy suy nghĩ đến cái vấn đề là sử dụng rong câu nhé. Đó. Những bạn bị tiểu đường là một cái vấn đề về rối loạn miễn dịch và giảm cái miễn dịch khủng khiếp lắm. Cho nên là hãy để ý đến rong câu. Và rong câu nó còn giúp cho bạn ổn định năng lượng. Vì vậy bạn sẽ giảm thiểu được vấn đề kích hoạt insulin bên trong, nên rất là ok trong vấn đề sử dụng. Thứ năm là hô hấp. Hồi nãy hình như trong chức năng mình quen đề cập đến vấn đề hô hấp. Vì sao và bệnh nhân hô hấp thì cần sử dụng rong câu? Vì rong câu nó chứa một lượng khoáng mà mình đặc biệt quan tâm, đó chính là kali. Nó giúp cho những cái ion kali đó, nó giúp làm tan đờm bên trong cổ, tan đờm ở trong mũi và trong phổi cũng như bên trong tế bào của các bạn, mang hết những cái phần đó đi và đào thải ra bên ngoài. Bên cạnh đó, trong rong câu còn chứa những cái chất như kháng virus, kháng vi khuẩn nữa, cho nên nó sẽ loại bỏ những cái virus vi khuẩn cúm và trong cái vấn đề mà bạn bị nhiễm gây ra bởi môi trường hay gì đó và làm cho cơ thể của bạn bị có vấn đề về hô hấp, thì rong câu sẽ giúp được điều đó. Từ đó thì bạn sẽ khỏe hơn. Từ đó bạn sẽ khỏe hơn. Đó là lý do mà vấn đề còn có vấn đề về hô hấp ha. Thứ sáu mình đề cập ở đây là sau khi bị tai nạn và sau khi phẫu thuật. Như hồi nãy mình đề cập là các khả năng phục hồi sức khỏe khá là nhanh chóng với lợi ích của rong câu, cho nên đối với nhóm bệnh nhân này hãy nên sử dụng. Vấn đề thứ bảy mình để đây là rối loạn tuyến giáp. Như nãy mình phân tích rồi, các bạn khá hiểu rõ ha. Đối với những bạn bị rối loạn tuyến giáp như cường giáp hay suy giáp, hãy suy nghĩ đến việc bổ sung rong câu vào chế độ ăn hàng ngày. Và cái tiếp theo đó chính là vấn đề tiêu hóa. Vấn đề tiêu hóa, bạn gặp phải những vấn đề như bị tiêu chảy kéo dài, hãy để ý đến vấn đề probiotic. Bên cạnh đó kết hợp thêm ăn một lượng nhỏ rong câu. Bạn bị táo bón trong một thời gian dài, hãy bổ sung probiotic kết hợp với một lượng rong câu hàng ngày thì bạn sẽ cải thiện. Và vấn đề số 9 đặc biệt quan trọng đây, chống lão hóa. Mình sử dụng rong câu để chống lão hóa, để mình trẻ hóa tế bào, để làm linh hoạt não bộ và hoạt động tốt hơn, tăng sự tập trung trong quá trình làm việc. Đó là chính là meta. Vấn đề thứ 10 đó chính vấn đề tâm lý. Như hồi nãy mình đề cập về rong câu, nó có nhiều hoạt chất quan trọng, nhiều khoáng chất quan trọng, nhiều vitamin quan trọng và nhiều amino acid quan trọng. Nó giúp cho cơ thể của con người cải tạo cái hệ thần kinh, kiểm soát cái hệ thần kinh, giúp bạn giảm đi cái bị những căng mệt mỏi, căng thẳng, giúp bạn giảm đi bệnh trầm cảm và đau buồn chán nản. Do đó là mình để vào cái vị trí mục thứ 10. Đó chính là những bạn có vấn đề tâm lý, hãy để ý đến vấn đề là sử dụng rong câu như một chế độ ăn hàng ngày. Thì bên cạnh những người mà nên sử dụng như vậy, thì những có ai là không nên sử dụng? Có chứ. Vì chức năng của cái vấn đề này đó là làm giảm huyết áp. Cho nên đối với những người bị huyết áp thấp, hãy sử dụng một lượng rất nhỏ. Mình khuyến khích là 1-2g một ngày thôi. Thì để cho bạn kiểm tra được cơ thể của bạn đáp ứng như thế nào, khi bạn duy trì một cái hệ huyết áp ổn định rồi thì bạn sẽ tiếp tục sử dụng, còn ngay từ đầu không nên sử dụng. Đối với những người mà có vấn đề về bị lỡ loét đường tiêu hóa, hãy sử dụng một lượng ít và theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi hãy tiếp tục sử dụng tiếp. Thứ ba, đối với những bà mẹ mang thai và cho con bú, hiện nay không có những cái thông tin cho ra rằng là có ảnh hưởng, nhưng mình vẫn khuyến khích các bạn hãy sử dụng một lượng nhỏ để theo dõi và suy như thế nào. Nó không có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì. Và những cái điều này nó rất là quan trọng, rất là nhạy cảm đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cực kỳ nhạy cảm, và nó làm cho cái gen của trẻ nhỏ nó biến đổi nhanh chóng, thay đổi nhanh chóng, và điều đó thực sự là quan trọng. Vì vậy cho nên là giai đoạn mang thai và giai đoạn cho con bú thì hãy suy nghĩ sử dụng một lượng nhỏ thôi, đừng sử dụng quá lớn ha. Đã. Trong quá trình sử dụng thì bạn gặp phải những cái vấn đề như là bạn bị tiêu chảy hay nhức đầu thì hãy giảm lượng sử dụng và
tăng dần sau đó khi bạn mọi sức khỏe trở lại ổn thường. Đó là chuyện xảy ra bình thường thôi, là do cơ thể của bạn bị quá thừa CO2, mà khi bạn sử dụng cái rong câu vào thì cơ thể của bạn sẽ xảy ra một vài cái phản ứng, thì bạn sẽ sử dụng một lượng nhỏ để mà kiểm soát cơ thể trở lại và sau đó bạn tiếp tục sử dụng nhé. Rồi, phần tiếp theo đây. Tiếp theo là sử dụng rong câu như thế nào. Mình sẽ giới thiệu các bạn vài cách sử dụng. Đầu tiên thì rong câu mua về ở cái dạng nó khô khô, sợi tép teo như thế này đây. Các bạn hãy cho vào nước và rửa sơ đi và để khoảng 5-10 phút nên bắt đầu rong câu nở ra, và các bạn rửa lại một lần nữa, loại bỏ những tạp chất. Tạp chất ở đây chủ yếu là rác cỏ hoặc là ít sạm, tạp chất là bỏ tạp chất. Sau đó các bạn rửa lại một lần nữa và ngâm rong câu ít nhất 12 tiếng đồng hồ rồi các bạn có thể sử dụng. Thì sau khi ngâm 12 tiếng đồng hồ thì rong câu nó nở ra như thế này, rất là mềm và bạn có thể ăn như salad. Nó là bạn có thể ăn như salad, thêm vào các món salad của bạn ăn, hoặc thêm vào các món sinh tố, thêm vào các món sinh tố của bạn. Tuy nhiên rong câu không thêm ép được rồi, ngon lắm, salad sinh tố rồi. Các bạn có thể thêm một ít nước vào máy xay sinh tố và xay ra, xong nó để trong tủ lạnh, nó đông lại như thế này, như một dạng gel, đó, như thế này. Rồi cái dạng gel này bạn có thể ăn trực tiếp, bạn có thể làm nước sốt, bạn có thể làm bánh, bạn có thể làm phô mai, vân vân và vân vân. Ăn dễ ồn mà, có vấn đề gì đâu, đơn giản ơi là đơn giản, đúng không? Trong cái phần này bạn có thể cho thêm những cái gia vị như tí muối, tí đường tạo ngọt, tí đường nào đó, đường thay thế gì đó này, tùy các bạn. Mita thì không có thêm gì hết. Ngon lắm đó. Đó là nói về vấn đề về ăn, đơn giản vô cùng, chả có phải cầu kỳ phức tạp gì hết, đúng không? Nếu bạn không có máy xay sinh tố thì chỉ ngâm như thế này và ăn thôi. Còn nếu có máy xay sinh tố thì bỏ vô và ngâm như, và xay là để trong tủ mát và ăn dần như thế này. Không vấn đề, ngon, rất là ngon. Bên cạnh đó thì cái vị xay lên thế này, bạn có thể đem đắp mặt nạ, mặt một tuần bạn có thể đắp 2-3 lần để cho da của bạn được căng hơn, là một cách bổ sung collagen từ bên ngoài và cũng như vitamin và khoáng từ bên ngoài bên trong mặt và cổ của bạn ha. Bạn có thể sử dụng cái này massage lên tóc để cho kích thích sự mọc tóc nữa. Như vậy, một tuần sẽ xài một lần cho tóc và tóc vẫn mượt và đen hơn, rất là tuyệt vời, đúng không nào? Như vậy thì chắc bảo quản như thế nào? Khi mà rong câu bảo khô như thế này, bạn bảo quản từ 1-2 năm không thành vấn đề gì hết. Nhưng mà rong câu khi bạn ngâm nửa vào trong nước như thế này thì bạn có thể để từ 1-2 tuần, nhưng mỗi ngày hãy nhớ thay nước để cho rong câu tươi nhé. Đó. Và rong câu sau khi được xay như thế này, bạn để trong tủ mát, thì bạn để được một tuần không còn vấn đề gì cả. Đó, đó là tất cả những gì mà Mina chia sẻ với cả nhà, từ những cái lợi ích của rong câu nè, từ những đối tượng nào nên sử dụng rong câu nè, những đối tượng nào không nên sử dụng rong câu và sử dụng ở một lượng nhỏ nè, và cách sử dụng rong câu hàng ngày như thế nào, cũng như là cách bảo quản và thời gian bảo quản rong câu ra sao đã được chia sẻ đầy đủ rồi, đúng không? Mình hy vọng là các bạn có đầy đủ thông tin cơ bản hữu ích và để giúp cho sức khỏe của các bạn ngày một được khỏe hơn, trả lại cho bạn một cái cơ thể mà phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn có trên cuộc đời này. Cảm ơn các bạn. Hãy nói cho mình biết là bạn thích rong câu như thế nào và bạn không thích như thế nào, để cho mình có thêm một cái gia vị của cuộc sống tuyệt vời hơn nhé. Bye bye.